Xin kính chào các vị dân tộc của tôi. Tôi xin chia sẻ là quý vị hiểu vì sao mà bọn họ rất ghét các vị không, hay là quý vị không? Và đặc biệt là quý cô á, quý cô có hiểu vì sao mà bọn họ rất ghét quý cô không? À, vì quý vị hoặc chúng ta là gốc của dân tộc Do Thái và con cái của Giảng Hè, vì chúng ta là con cái của Giảng Hè. Và đó là cái ý nghĩa của dân tộc Do Thái, hiểu không? Cho nên á, quý cô hiểu là vì quý cô là phụ nữ gốc dân tộc Do Thái á, cho nên họ mới có những cái sự ghen ghét với quý vị, không, quý cô đặc biệt. Thì nói chung là chúng ta, biết không? À, thì trong đó tất nhiên là có đàn ông rồi. Đặc biệt á, khi mà quý vị sẽ thấy những cái điều này rất là rõ khi mà quý vị bắt đầu sống một cuộc sống ngay thẳng hoặc trung thành với Chúa của chúng ta, hoặc là Giảng Hè, hoặc là theo cái đạo lý của Giảng Hè, biết không? Cho nên cái điều này thì tôi bảo đảm quý vị sẽ thấy rất cực kỳ rõ ràng khi mà quý vị bắt đầu sống một cuộc sống như vậy, vì nó làm cho bọn họ cảm thấy nó có cái sự đe dọa, biết không? Không phải là chúng ta dọa bọn họ hay là này nọ gì đâu, mà chỉ là cái cảm giác mà họ có trong lòng của mình, biết không? Vì họ không được có cái phúc lành đó, biết không? Vì Chúa không có chúc phúc họ về điều đó. Vì họ muốn có được những cái thứ mà mình không có được. Là vì cái điều đó là do Chúa ban cho chúng ta, không, qua cái dòng máu của chúng ta ha. Cho dù họ có thể ăn cắp cái tên của chúng ta, hay là cái đất nước của chúng ta, hay là này nọ vân vân ha, nhưng mà họ không bao giờ và không thể nào ăn cắp được cái dòng máu của chúng ta, phải không? Cái dòng máu của chúng ta là gì? Cái dòng máu của chúng ta là dân tộc Do Thái, gốc của dân tộc Do Thái, đúng không? Những là đó là cái danh tính thực sự của chúng ta, biết không? Đó là sự thật. Thì họ có thể ăn cắp những cái này cái nọ, làm sao mà họ có thể ăn cắp được cái dòng máu của chúng ta, biết không? Trừ khi họ giết chúng ta chết thôi, đúng không? Thì điều đó rất là đơn giản, rất là dễ hiểu, không có phức tạp một chút nào hết á. Thì tất nhiên thì họ ghen ghét chúng ta về điều đó, vì họ không có được cái thứ mà họ mong muốn trong lòng của mình. Vì họ đâu có phải là con cái của Chúa đâu. Thì tất nhiên họ phải ghen thôi, thì tất nhiên họ phải ghét thôi. Đúng không? Khi mà chúng ta làm con cái của Chúa thì chúng ta có những sẽ nhận được những cái phúc lành, không, những cái sự vinh quang, những cái điều tốt đẹp, giàu sang này nọ vân vân trong tương lai. Bọn họ cũng hiểu điều đó mà, chẳng lẽ không? Tất nhiên rồi, vì đó là lý do tại sao bọn họ rất là ghét chúng ta, muốn giết chúng ta, và có những cái âm mưu này nọ vân vân, đúng không?
và những cái ý đồ xấu xa, độc ác và tàn nhẫn đó, hiểu không? Thôi tôi nói như vậy là quý vị hiểu rồi đó. Và đặc biệt là quý cô á, đúng không? Thì họ ghen ghét quý cô á là vì cái danh tính của quý cô, là vì trong cái dòng máu của quý cô, đúng không? Là quý cô là phụ nữ và con cái quý cô là phụ nữ của dân tộc Do Thái và cũng là dòng máu của dân tộc Do Thái, đúng không? Thì tất nhiên là con cái của Chúa rồi, đúng không? Đó. Thường thường thì quý vị sẽ không hiểu cái sự ghen ghét của họ đâu, cho tới khi quý vị quyết định sống một cuộc sống ngay thẳng theo đạo lý của Chúa, của Giáng Hè, thì lúc đó cái sự thể hiện của bọn họ nó cực kỳ rõ ràng luôn. Quý vị sẽ thấy nó như là cái ban ngày luôn, đúng không? Đó là cái thể hiện mà cái sự ghen ghét, tức giận trong lòng của họ dành cho quý vị đó, đúng không? Là vì đơn giản là quý vị là con cái của Chúa mà thôi, hoặc là con cái dân tộc gốc của Do Thái mà thôi, đúng không? Những các vị sắc tộc Do Thái mà, đúng không? Đó, cho nên không có ngoài lý do nào khác hết, chỉ là như vậy thôi. Tôi chỉ lo là quý vị chưa có hiểu điều đó không. Thì bây giờ quý vị đã hiểu vì sao rồi đó. Thêm một điều nữa. Mục đích của bọn họ là để chống lại cái sự đoàn kết của các vị sắc tộc Do Thái của chúng ta mà thôi, đúng không? Và đó là lý do tại sao trong thời gian qua hay là quá khứ, không, họ đã cố gắng hết sức để mà tạo ra những cái sự lộn xộn, bối rối và này nọ, không, để mà làm cho quý vị bị bối rối, không, để không phân biệt, để không biết cái gì là sự thật, cái nào là giả, này nọ, vân vân, đúng không? Qua những cái phương pháp, những cái phương tiện và những cái thủ đoạn mà họ làm, không, giả sử như công nghệ của họ này, pháp lý của họ này, đúng không? Những cái hệ thống mà chính phủ của bọn họ này, đúng không? Nhà tù này, bệnh viện này, đúng không? Nhà thờ này, đúng không? Nhà thờ, nhưng mà nhà thờ mà thờ hiện tượng á, không phải là nhà thờ chỉ như chúng ta ngày xưa, phải không? Nhà thờ ngày xưa của chúng ta chỉ là một cái căn nhà không có cái gì hết á, không có hiện tượng gì đó. Đó là ngày nhà thờ của chúng ta ngày xưa nó là như vậy. Là ví dụ á, thì quý vị biết rồi đó. Họ có đủ loại cách để mà đàn áp chúng ta, để mà hủy hoại chúng ta, không? Yeah. Như tôi đã nêu ra là theo cái hệ thống pháp lý của họ, không? Thì chính phủ của họ, không? Thì qua cái nhà tù, không? Bệnh viện là về y tế của họ này, đúng không? Và nhà thờ của bọn họ, không? Thì tất nhiên như tôi đã nói là các công nghệ của nó, của họ, đúng không? Quý vị thấy chưa? Họ tìm cách để mà chia rẽ chúng ta, phải không? Các vị sắc tộc chúng ta, để mà họ làm cho chúng ta yếu đi, phải không? Để mà họ có thể quản lý chúng, tâm lý của chúng ta, phải không? Đó là mục đích của họ mà như vậy thôi, đúng không? Nhưng mà tôi có tin rất là buồn cho bọn họ, phải không? Bọn họ không có thể nào tiếp tục làm được như vậy. Vì á, sắp tới á,
đa phần những các vị sắc tộc Do Thái hoặc những quý vị dân tộc Do Thái á, ở trên thế giới này á, đã thức dậy rồi và còn sẽ thức dậy thêm nữa. Đó, cho nên bọn họ không thể nào làm được cái gì hết á. Cho dù họ cố gắng đi cỡ nào cũng không có được. Cho nên tốt nhất là bọn họ nên nói ra sự thật với chúng ta đi, đúng không? Còn không á, bọn họ sẽ rất là hối hận vì đã giấu đi cái sự thật, đúng không? Từ quý vị, đúng không? Thì cuối cùng á, thì bọn họ cũng phải đành phải trả lời cái câu hỏi đó, không? À, thì tôi nói như là đủ rồi về cái phần đó. Thì thêm một điều nữa thì tôi cũng muốn nói ra đó, là như thế này. Bọn họ đã luôn luôn á, cho rằng á, là hoặc hoặc đánh tâm lý của chúng ta, quý vị á, là dân số của chúng ta ít hơn bọn họ, biết không? Đó là một cái chiêu mà bọn họ thường hay sử dụng, là họ họ luôn luôn cho rằng là chúng ta là số ít, không? Thì qua những cái đài truyền hình, mạng xã hội, qua những cái công nghệ hình ảnh của bọn họ, phải không? Này nọ, vân vân, phải không? Những cái thủ đoạn của bọn họ mà do bọn họ quản lý, phải không? Thì họ luôn luôn làm cho quý vị suy nghĩ là chúng ta là số là dân tộc số ít, phải không? À, thì một phần cũng đúng. Nó đúng ở chỗ là tại vì á, là chúng ta đa phần dân tộc chúng ta đã bị chia rẽ, không? Bị chia rẽ là vì vì cái gì? Là vì tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi là gì? Vì cái sự vi phạm luật lệ của Chúa mà thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta đang rất là bị chia rẽ, đã và đang rất là bị chia rẽ là vì lý do đó. Nhưng về sau á, Chúa sẽ bắt đầu tụ họp lại, đúng không? Tụ họp lại những các con cái của Chúa, phải không? Là các vị sắc tộc Do Thái hoặc dân tộc Do Thái á, không? Quay trở lại, không? Với Ngài, với đạo lý của Ngài, với dân tộc của họ. Cho nên chúng ta là sẽ là số nhiều. Quý vị đừng có để bọn họ đánh tâm lý của quý vị đó. Là một cách đe dọa mà họ luôn làm cho chúng ta sợ, biết không? Là qua cái tâm lý của chúng ta, phải không? Gọi là tâm lý, không? Tâm nghĩa là cái tim, lý và cái đầu, phải không? Những cái ý đồ, những cái suy nghĩ đúng là ác độc và tàn nhẫn, đúng không? Quý vị có thấy cái điều đó rõ ràng không? Hả? Thì là một cái ví dụ đó. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy đâu. Hả? Chúng ta không phải là số ít đâu. Khi mà tất cả các vị sắc tộc Do Thái của chúng ta mà đã đoàn tụ hoặc đoàn kết lại với nhau á, trong thế giới này thì chúng ta là số nhiều, đúng không? Thì chúng ta là số nhiều hơn bọn họ, và họ cũng hiểu rất rõ về về điều này hoặc về chuyện này, đúng không? Vì thì như tôi đã nói là vì trong tương lai á, vì trong tương lai thì trong tương lai không xa á, thì Chúa sẽ thức dậy, đúng không? Làm cho chúng ta sẽ tỉnh táo lại, đúng không? Thì sẽ đa phần các vị sắc tộc Do Thái á, sẽ thức dậy, đúng không? Rồi sẽ thức dậy lại rồi và hiểu mình là ai á. Đó, là hiểu mình là ai á. Thì bây giờ thì họ vẫn đang còn ngủ, không? Ngủ ngủ đang ngủ rất còn rất là say, nhưng mà sắp tới thì họ sẽ tỉnh, họ sẽ tỉnh thức thôi. Đó. Đó. Khi mà họ đã thức rồi á thì quý vị sẽ biết rồi đó. Ừ. Tin tôi đi. Bọn họ nên sợ là đúng rồi đó. Đó là lý do tại sao thêm nữa là bọn họ xây dựng những cái vệ tinh hoặc là
công nghệ lên trên trên trời đúng không? Thì họ có những cái ý tưởng này nọ hoặc vân vân không? Họ nói là xây những cái điều đó để khám phá vũ trụ hay là này kia, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Thực ra thì họ biết cái tương lai sắp tới, họ họ đang cố gắng xây cái công nghệ để mà chạy trốn lên trên kia phải không? Để làm cái ổ chim để bọn họ sống ở trên kia không? Cái điều này cũng có ghi trong sách Kinh Thánh mà Chúa cũng đã nói ra trong cái lời tiên tri mà. Thì bọn họ cũng cũng biết là chuyện sắp sắp xảy ra hoặc sắp tới trong tương lai. Nhưng mà trong trong kế hoạch bọn họ thì không có chúng ta rồi đó. Cho nên quý vị đừng có cầu mong rằng là mình có thể đi tham gia hoặc chạy trốn cùng bọn họ, không có. Chỉ một số bọn họ thôi, hiểu không? Nhưng mà họ lừa chúng ta để mà họ có những cái tài chính hoặc là tiền bạc, những cái thứ mà họ cần để xây dựng cái công nghệ đó để mà lên trên kia phải không? Chạy trốn phải không? Họ đã lừa tất cả thế giới về chuyện đó mà. Đúng không? Thì tất nhiên quý vị nghe điều này nghe thấy nó kỳ cục và nó kỳ lạ và nó này nọ đúng không? Theo quý vị suy nghĩ như vậy, nhưng mà không phải. Họ đang cố gắng xây cái công nghệ càng sớm càng tốt để mà họ chạy trốn, thì tất nhiên họ đã thành công rồi, một phần nào đó cũng tất nhiên là thành công rồi. Đó. Nhưng mà thực ra trên kia họ cũng không thoát được đâu. Đó. Chúa sẽ cũng làm cho nó sập đổ xuống đúng không? Từ trên trời xuống đúng không? Khi mà ngày ngày mà trở về lại đây á, thì những cái ổ chim của bọn họ không ở trên trời á, nó cũng sẽ bị sập đổ xuống phải không? Hơn nữa bọn họ cũng không có thoát được khỏi nghĩa là cái khúc đoạn mà nghĩa là cái tường an ninh của Chúa phải không? Đó. Là cái tường an ninh của Chúa là nó có những cái tầng lớp mà người ta nói là cái nước á, là tốt trên cao tầng là cái nước không, với là cái nói chung là cái tường an ninh của Chúa đã có ở đó để mà bảo vệ những ai mà nghĩa là những ai mà kiểu là nói sao ta muốn muốn vi phạm luật của thế gian này không, của thế giới này mà muốn thoát khỏi thế giới này này nọ đó không, nhưng mà thực ra không được, nhưng mà đó là cái mục đích của họ không, thì họ muốn trở về lại thiên đàng. Thì cái câu chuyện ông ma quỷ thì quý vị cũng đã hiểu rồi. Thì ông ta từng đã bị đá xuống dưới đất này, thế giới này không? Thì họ cũng đang sống cùng chúng ta, nhưng mà trong cái trong cái môi trường mà chúng ta không thấy được họ không? Nhưng mà họ là con cái của thiên thần phải không? Mà đã chống đối lại Chúa phải không? Giáng hè phải không? Ngày xưa phải không? Cho nên họ mới bị đá xuống thế giới này. Nên đó là lý do tại sao nhiều chuyện này nọ là do cái sự cai trị của bọn họ phải không? À, biết không? Thực ra thì bọn họ cũng bị kẹt trong này thôi. Thì những cái gì mà chuyện xảy ra kỳ lạ trong thế giới này là bọn họ đó, đúng không? Nhưng mà công nghệ mà bọn phương Tây đang có thì cũng là do bọn họ đã giúp giúp họ xây dựng phải không? Nhưng mà thật ra thì bọn phương Tây cũng đâu có thông minh gì đâu, đâu có thông minh hơn gì chúng ta đâu, đúng không? Mà vì do ông ma quỷ, bọn ma quỷ không đã giúp họ xây dựng công nghệ đó, đúng không? Những cái kiến thức mà họ có là do ông ma quỷ với cái đám ma quỷ đó giúp họ xây dựng thôi, hiểu không? Để mà họ muốn thoát khỏi khỏi trái đất này thôi, hiểu không? Thì đó là mục đích của ông ma quỷ không? Thì ông cũng có nói trong sách Kinh Thánh mà, một ngày nào đó ông quyết định ông muốn lên, ông muốn trở về lại thiên đàng, biết không? Đó. Nhưng mà không có thành công, biết không?
Thì cuối cùng cũng Chúa cũng sẽ tiêu diệt cái kế hoạch của bọn họ thôi, cho nên quý vị đừng có mua những cái ý tưởng, những cái tư tưởng, những cái ảo tưởng, những cái điều ngu ngốc bệnh hoạn tào lao của bọn họ, biết không? Bọn họ to gan thiệt, họ dám coi thường Chúa của chúng ta á. Cái bị hợm mà cái gì á, nhưng mà vẫn hay sẽ không tha cho bọn họ đâu, và đặc biệt là cho những ai mà cùng tham gia chung với bọn họ, biết không? Thì như tôi đã nói á, sẽ không có ai có thể ngăn chặn lại những cái lời mà nó sẽ lan tràn lại cái sự thật cho quý vị sắc tộc Do Thái của chúng ta, biết không? Hoặc là tất cả các vị sắc tộc cho 12 sắc tộc Do Thái của thế giới, không? Ở khắp mọi nơi, biết không? À, là không có cái gì có thể ngăn chặn lại cái sự thật đó được 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 được, được nghĩa là à, được được tung ra, không? À, từ cái lời nói của Ngài, không? Đó là lý do tại sao tôi muốn chia sẻ với quý vị về điều này, đúng không? Thì đa phần những gì tôi đã nói thì có lẽ một số quý vị hoặc đa phần quý vị nghĩ rằng là nó nghe nó rất là điên, đúng không? Thì tất nhiên rồi, thì những cái điều này nó rất là kỳ lạ đối với quý vị. Đa phần thế giới đều như vậy hết, không chỉ vì quý vị đâu, cũng rất nhiều các vị thế giới này cũng đâu có hiểu về chuyện đó. Lý do họ không có hiểu về chuyện đó là vì họ chưa có hiểu cái sách Kinh Thánh rõ ràng, biết không? Họ chưa hiểu cái mục đích của ông ma quỷ, và họ không có hiểu cái đạo lý của Chúa rõ ràng, hay là cái lời tiên tri của Chúa đã trao cho chúng ta, biết không? Thì đa phần chúng ta không có hiểu được về cái điều đó. Hơn nữa thì bọn họ đã phá phá hoại biết bao nhiêu cái kiến thức, những cái sách vở này nọ, họ giữ lại, họ cấm đi, hoặc là họ 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 làm này nọ, biết không? Để mà chúng ta không có được những cái kiến thức đó, để và có được cái sự hiểu biết đó, phải không? Những cái sự khôn ngoan đó, phải không? Đó là mục đích của bọn họ đã từng làm như vậy cho tới khi cái ngày hôm nay, phải không? Đó là lý do tại sao rất là nhiều quý vị ở ngoài kia đang sống trong một con cuộc sống trong bóng tối, biết không? Đó là lý do người ta nói là trong bóng tối, phải không? Thì họ đâu có hiểu được sự thật đâu. Nếu mà họ hiểu được sự thật thì họ đâu có ở trong bóng tối, biết không? Thì họ đã ở trong ánh sáng rồi, phải không? Đó. Thì quý vị có hiểu ý tôi nói không? Thì không phải chỉ riêng quý vị nghe cái chuyện này nó kỳ lạ đâu. Thì đa phần quý vị vô ý thức và ngu ngốc ngoài kia đều 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 trong cái hoàn cảnh như vậy mà. Đó. Khi tôi nói như vậy thì nó nghe nó hơi ấy một chút, nhưng mà cái điều này là sự thật, nghe không? Thì có bao giờ quý vị nghe sự thật mà nó dễ nghe đâu, đúng không? Cái lời sự thật đó nó khó nghe và nó rất là cực kỳ lạ nữa, đúng không? Tại sao nó cực kỳ lạ? Thực ra thì nó phải dễ nghe chứ, đúng không? Nhưng mà vì sao sự thật nó lại khó nghe như vậy? Tại sao? Quý vị có hỏi cái điều đó chưa? Là vì đa phần những cái không gian này á, những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng của quý vị đã có và đang có cho tới khi ngày hôm nay, có thể là sẽ có, phải không? Là vì do bọn họ đã thiết kế nó, biết không? Từ những cái sự giáo dục của bọn họ, nhà trường, ví dụ nhà thờ của bọn họ, khoa học của bọn họ, thì tôi hỏi là ai ai đã tạo ra những cái điều đó, đúng không? Bọn họ cao siêu lắm, nói về trình độ lừa đảo, không không có ai hơn đâu. Khi mà quý vị đã nhận ra điều đó là quý vị đang bị lừa,
thì có nghĩa thì nó đã muộn rồi, đúng không? Thì mục đích của họ đã đạt được rồi, đã thành công rồi, cho nên có thì quý vị cũng đâu hiểu, đã hiểu rồi thì cũng đâu có làm được cái gì đâu, đúng không? Tuy nhiên thì tôi chỉ nói như vậy thôi. Hồi nãy giờ tôi nói hơn nhiều hơn theo ý định, theo quy định của tôi. Khi mà nói ra từ cái trái tim của mình hoặc là không có ghi thì nó bị như đó. Thì sự thật mà, sự thật thì nói nó rất là tự nhiên. Vậy thôi nha. Tôi hy vọng là tôi đã không có làm cho quý vị sợ hay là bối rối này nọ gì đâu. Thì tôi cũng hiểu là một số đa phần số nhiều quý vị chưa có hiểu nguyên nguyên cái câu chuyện, đúng không? Về kinh thánh, về cái lịch sử này nó như thế nào, đúng không? Thì tôi cũng hiểu điều đó mà. Thì đừng có nói là tôi bị điên này nọ gì đâu nha. Tôi không có nha. Chỉ nghe nói như vậy thôi, nhưng mà một ngày nào đó quý vị sẽ hiểu sự thật nó như thế nào. Nên nhớ, những cái gì mà quý vị nghe nó rất là kỳ lạ, hãy suy nghĩ lại, hãy xem xét lại, không? Nếu mà nó những cái điều đó được người ta nói ra hoặc là hay là gì đó mà mà quý vị cảm giác là sao tôi thấy là nó tự nhiên quá ta, sao nó trong lòng của tôi cảm giác nó rất là đúng, với lại trong đầu của tôi thì nghe nó rất là hợp lý, nhưng mà vì sao nó lại nghe nó kỳ lạ kỳ cục này nọ, và tại sao nhiều quý vị ngày kia thì lại sợ, ví dụ như đó, thì chỉ là sự thật thôi, hiểu không? Thì thường đa phần á, đa phần thì đều sợ sự thật hết á. Những ai mà không sợ sự thật á, lúc đó thì họ sẽ hiểu. Những quý vị đó rất là đặc biệt, đúng không? Nhưng mà thật ra thì không có nhiều đàn ông hay là phụ nữ như vậy đâu, đúng không? Thì tôi chỉ nói như vậy thôi. Và thôi, xin kính chào quý vị, và hãy chăm sóc bản thân của mình cho tốt, và nhớ giữ gìn sức khỏe, không? Và đừng có quên Chúa, rồi và đừng vi phạm luật lệ của Ngài. Thì tôi hiểu mà, trong thế giới điên khùng này thì đâu có dễ gì làm một vị đàn ông hay là phụ nữ ngay thẳng, đúng không? Đặc biệt là dân tộc, các vị dân tộc của chúng ta, phải không? Vì cái nguồn gốc của chúng ta, phải không? Vì cái dòng máu của chúng ta, phải không? Thì họ 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 rất là ghen ghét, tức giận với chúng ta, phải không? Vì họ không có được cái phúc lành đó, phải không? Thì quý vị đã hiểu vì sao Chúa ghét bọn họ rồi. Nếu mà họ thực sự là các vị tốt lành ngay thẳng thì họ cũng đâu có làm như vậy với chúng ta, phải không? Đâu có làm khổ cho chúng ta. Họ đã là đó đó. Nếu mà họ mà thực sự tốt ngay thẳng ấy, thì bọn họ hoặc là trung thành với Ngài ấy, với Chúa, thì bọn họ đã tìm cách giúp chúng ta rồi, đúng không? Bọn họ đã nói ra sự thật cho chúng ta hiểu rồi, đúng không? Chúng ta là ai, đúng không? Này nọ vân vân. Nhưng mà vì sao bọn họ không làm như vậy? Quý vị có thấy cái độc ác và cái sự xấu xa và tàn nhẫn của bọn họ, và cái ác quỷ của bọn họ, quý vị có thấy không? Nó quá rõ ràng luôn, đúng không? Tôi không cần phải phải phân tích hoặc giải thích thêm nữa về chuyện đó, vì nó quá rõ ràng như ban ngày vậy thôi. Rồi tôi xin kính chào quý vị nha. Rồi chúc quý vị một buổi tối tuyệt vời.